Một vận động viên cơ bản là người có thể chất tốt và nắm vững kỹ thuật. Còn muốn trở thành vận động viên giỏi phải có tầm nhìn chiến thuật nhạy bén. Nhưng muốn đứng vào hàng ngũ những huyền thoại thì phải kiểm soát được tinh thần của mình. Chúng ta vẫn hay gọi là tâm lý thi đấu, bao gồm nhiều vấn đề như tăng cường khả năng tập trung, nâng cao sự tự tin, vượt qua những trở ngại về mặt cảm xúc. Đó là lý do Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lớp tập huấn chương trình đào tạo kỹ thuật huấn luyện tinh thần cho huấn luyện viên các đội tuyển thể thao quốc gia. Chương trình đặt mục tiêu cải thiện thành tích thi đấu của các đội tuyển dựa trên việc kiểm soát tốt tâm lý của vận động viên. Ông Alain Gourmet, huấn luyện viên tinh thần của đội tuyển Olympic Vương quốc Bỉ trong nhiều thập kỷ, người đã đưa tuyển hockey sân cỏ của Bỉ từ những người vô danh trở thành nhà vô địch Olympic Tokyo 2020, đã truyền đạt những kiến thức hữu ích cho các học viên về cả lý thuyết lẫn kinh nghiệm thực tiễn. Chương trình đào tạo kỹ thuật huấn luyện tinh thần là giai đoạn đầu trong kế hoạch gồm 3 giai đoạn của Cục Thể dục Thể thao. Giai đoạn 2 với chủ đề sức mạnh tập thể sẽ diễn ra vào tháng 9. Giai đoạn 3 với chủ đề sức mạnh ngoài đường pit sẽ diễn ra vào tháng 12.